thời gian giới hạn là 2 phút nha. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it. Xin chào quý phụ huynh và các chiến sĩ của ATY. Hôm nay thì như quý phụ huynh và các bạn cũng thấy là ở đây TL2 chúng mình đang vượt qua một cái thử thách, mà cái thử thách này là mỗi ngày tụi mình đều phải vượt qua hết cả, và với mong muốn là mỗi ngày từng ngày thì tụi mình sẽ được cải thiện thành tích của mình lên khi mà vượt qua cái dây leo này. Thì mong tới một ngày cuối cùng, bữa sơ kết, thì mọi người ở TL2 và ngay cả TL1 nữa cũng có thể vượt qua được cái bức tường này một cách dễ dàng và nhanh chóng. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Điều em tâm đắc nhất là tầm quan trọng của cảm xúc của mình để nó thành công của mình. Cái bài học hôm nay có giá trị như thế nào? Dạ, nó rất quan trọng với sống của em hiện tại. Nó giúp cho em kiềm chế cảm xúc, quản lý cảm xúc của mình khi mình tức giận hay là nóng nảy, nó sẽ tiết chế hơn cho mình. Bài giảng của thầy hôm nay như thế nào? Dạ, bài giảng của thầy rất là thú vị, với lại thầy đã dạy cho em nhiều kiến thức về cảm xúc, cách quản lý cảm xúc của mình, khống chế cảm xúc của mình, và nhờ đó mà em có thể cải thiện được các mối quan hệ, và em hy vọng là những cái bài học này có thể giúp ích cho em trong tương lai. Thầy đã, những cái gì mà em ấn tượng nhất trong cái bài giảng của thầy á, là thứ nhất là cho chúng ta phải biết cái kiềm chế cái cảm xúc của bản thân để cho nó phù hợp với lại cái mọi người, phù hợp với tất cả mọi người, để mình đưa ra một cái cách ứng xử đúng. Và đôi khi cái cảm xúc đó là cái yếu tố để đưa mình đến thành công, chứ không phải là chỉ có những người thông minh thì mới có thể thành công trong tương lai. Cái điều ấn tượng thứ hai là cái thầy nói về cái sự chịu trách nhiệm của những người lãnh đạo, là những người đó phải biết tự chịu trách nhiệm và lãnh những cái hậu quả của những cái việc mình đã làm sai để tìm cách để khắc phục, chứ không phải là che giấu hay là đổ lỗi cho người khác. Đó là những gì em nhận được sau bài giảng mà em ấn tượng nhất. Xin chào toàn thể quý vị phụ huynh và các thành viên nhà ATY thân mến. Ngày hôm nay là ngày thứ hai của Team Leader, và các bạn trong lớp Global Team Leader đã có cơ hội được gặp gỡ với thầy Vũ Thanh Sang, là một trong những chuyên gia hàng đầu về trí tuệ cảm xúc cũng như ngôn ngữ hình thể tại Việt Nam. Và thầy đã có một buổi chia sẻ rất thú vị với lớp. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thầy để hiểu hơn về buổi học này nhé. Dạ, xin chào thầy Sang. Thì không biết là thầy có thể chia sẻ là cái mục đích cốt lõi nhất của chuyên đề ngày hôm nay thầy gửi đến lớp Global Team Leader là gì không ạ? Cảm ơn em. Đây là một chuyên đề rất là thú vị và thật sự nó là quan trọng đối với các em. Cái chuyên đề này nó hướng dẫn các em điều chỉnh các hàm ý cảm xúc, quản lý và nâng cao các cảm xúc đó. Làm sao để các em có thể tận dụng được những cái cảm xúc thông thường và biến nó thành một cái công cụ để các em sau này ứng dụng vào trong đời sống và đi vào đời sống thực tiễn như thế nào trong gia đình, đối với bạn bè, thầy cô, trường học và kể cả quan hệ xã hội sau này. Qua cái thời gian giảng dạy với lớp á, thì không biết là thầy đã có những cái nhận xét như thế nào về lớp này? Thầy rất là ngạc nhiên về cái sự năng động của các em và trí thông minh các em, điển hình như các cái bài tập đưa ra thì các em đã hoàn thành rất là xuất sắc, mà đồng thời em đưa ra những cái quan điểm
sẵn sàng đưa ra những điểm khác biệt với các giảng viên để các em đóng góp cho bài học cho nó phong phú thêm, và đồng thời thấy rõ ràng rằng cái năng lực của các em trong vấn đề tiếp thu các bài học này rất là cao. Có điều gì thầy muốn nhắn nhủ cho các thành viên của lớp sau khi kết thúc lớp học này không thầy? Một trong những điều là mong mỏi nhất của giảng viên bao giờ cũng là mong cho các em có hài lòng với buổi học này và em ứng dụng dù chỉ một phần nhỏ đó trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là ngay sau buổi học này. Em cảm ơn thầy Sang rất nhiều ạ. Dạ, chúc thầy sức khỏe ạ. Oh, 어떻게들 사랑해 시작하고